Chào mừng các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Sập Vụ Minh Hướng Nam Định. Kênh YouTube giới thiệu về sản phẩm đầu gỗ mỹ nghệ cao cấp tại trung tâm làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên Yên Ninh Y Nam Định. Thì cơ sở của em chuyên sản xuất và tu sửa chế tác tất cả các mẫu mã sập vụ nằm chất liệu gỗ vụ Lào chuẩn. Địa chỉ tại số nhà 66 đường sắt La Xuyên Yên Ninh Y Nam Định. Thì trong video ngày hôm nay, cơ sở của em xin phép giới thiệu đến các quý khách hàng những mẫu mã sập vụ Lào đẹp bậc nhất hiện nay. Thì các bác nào đang xem video của em thì cho em xin một nút like hoặc một nút đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video hay và ý nghĩa hơn ạ. Thì mã sản phẩm đầu tiên cơ sở em muốn giới thiệu đến các quý khách hàng là mã sập ba bông chân quỳ. Và ở bộ sập vụ này được cơ sở em làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ vụ Lào chuẩn tự nhiên. Gỗ phải chuẩn vụ Lào, không được gọi mập mờ như gỗ vụ Nam Phi hay còn gọi là gỗ dâu Nam Phi, được bán tràn lan trên thị trường. Thì sau đây em xin đi sâu về thông số kích thước và cũng như là về giá thành của sản phẩm này. Thì kích thước của bộ sập vụ này là 1m80 x 2m20, tính từ chiều dài và chiều rộng của khuôn mặt. Và em xin nói đến là vay tiền của bộ sập vụ này. Vay tiền được cơ sở em làm là hàng liền tấm, hàng xẻ nguyên khối, hàng có đang trẻ để mộc hết, hàng trần mộc nguyên vân nguyên khối đó. Thì vay tiền được cơ sở em đục tích chạm khắc thủ công bằng tay. Và được đục tích là tích lão vọng câu cá vô cùng là đẹp và nổi bật. Từng đường nét đục đẽo vô cùng điêu luyện, chạm khắc thủ công đỉnh cao. Hàng cổ liền chỉ được chặt liền rất đẹp. Và chân được cơ sở em làm là chân 25 phân, chân vuông 25 phân liền khối. Bệ là dày 10 phân, bệ liền khối hết đó ạ. Và tiếp đến em nói đến phần mặt sập. Mặt sập được cơ sở em làm là mặt khuôn tranh là dày 10 phân. Ván mặt là mặt hai lá, mỗi ván là dày 3 phân. Và giá công khai của bộ sập vụ này là 31 triệu mộc tại cơ sở cho mặt khuôn 10 ván 3 phân và giá 29 triệu cho mặt khuôn 8 ván 2 phân. Giá vô cùng là hữu nghị, giá giảm mùa hè đó. Và tiếp đến đây, em xin nói đến mã sập vụ nữa là mã sập thập điểu quần mai. Thì đây được gọi là mã sập được bán chạy nhất tại cửa hàng bên em. Và đây là mã sập rất được ưa chuộng trên thị trường. Bệ tiền được đục tay thủ công vô cùng là tinh xảo và đẳng cấp. Bệ cũng là bệ liền, nguyên khối. Hàng đục tay tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng. Và chân cũng được cơ sở em làm là chân 25 phân, chân vuông 25 phân liền khối hết đó. Và chân bên trên được đục là sóc nho. Và bên dưới được đục là hạc và tùng. Vô cùng là đẹp. Và em xin quay gần cho các quý khách hàng cùng xem về từng đường nét đục của vay tiền. Vay tiền được cơ sở em đục thủ công bằng tay hết. Vô cùng là sắc nét. Và đây cũng được gọi là một bộ sập vụ có giá trị đỉnh cao nhất đó ạ. Thì bộ sập vụ này là bộ sập vụ đẹp. Hàng đẹp, trần lõi. Gỗ thửa vân rất đẹp. Hàng sạch đẹp nuột nà từ trong ra ngoài, không bám một tí rác, tí dập hay tí ruột nào. Gỗ thửa thịt rất chi là đẹp. Và chất liệu là gỗ vụ Lào chuẩn hết nhá. Gỗ phải chuẩn vụ Lào 100%. Và giá công khai của bộ sập vụ này là 33 triệu cho mặt khuôn 10 ván 3 phân. Giá ưu đãi mùa hè, giá rẻ tận gốc. Và cơ sở của em sản xuất sập vụ Lào trực tiếp là tại xưởng sản xuất, không qua trung gian. Và các anh chị em nào yêu thích những mã sập vụ Lào bên em thì có thể liên hệ cho em qua số Zalo. Số Zalo của em là 0989 924 345. Những bộ sập vụ Lào đẹp này tạo nên sự sang trọng và quý phái cho gian nhà của quý khách hàng.
Thì mỗi một sản phẩm, mỗi một không gian nội thất trong gia đình, chúng tôi luôn đặt cái tâm của mình vào trong từng sản phẩm, hy vọng sẽ tạo nên được sự tín nhiệm của các quý khách hàng trong năm 2023.